hào nhoáng quyến rũ các vũ công, các bộ phục trang. Nhà hát Moulin Rouge ở Paris được biết đến với những bộ đồ cách điệu, hở hang. Nơi đây có tới cả ngàn bộ trang phục. Alexandre làm việc phía sau hậu trường từ 18 năm nay và biết rõ tới từng chi tiết mỗi bộ trang phục. La structure est recouverte d'autruche. Phần này phủ lông đà điểu, có những que nhỏ và được gắn lông vào phần cuối. Tổng cộng có 750 chiếc lông trên mỗi bộ đồ và có 14 bộ như vậy. Từng chiếc lông được xử lý thủ công rồi được gắn lần lượt lên trên. Chaque plume est manipulée à la main par les plumassières, montées à la main une à une sur chaque costume. Công đoạn này do Maison Ferrier, một trong những công ty cuối cùng còn làm công việc này, thực hiện. Hồi 50 năm trước, có tới 450 thợ thủ công làm nghề này tại Paris. Nay, số người còn làm rất ít. Để bảo tồn nghề này, Moulin Rouge đã phải mua lại Maison Ferrier vào năm 2009, và họ đã hoạt động trong xưởng này kể từ đó. Những kỹ năng được truyền qua các thế hệ trong một thời gian dài. Vậy nên bạn không thể học được nghề này ở đâu khác ngoài chỗ này. Những người thợ cả truyền nghề cho thợ mới, rồi những người này lại dạy các thế hệ sau. Nổi bật giữa các bộ trang phục là bộ quả cà chua, nặng khoảng 5 kg, bao phủ bởi lông đà điểu và được làm hoàn toàn bằng tay. Việc này rất tốn thời gian, phải mất hàng giờ đồng hồ ngồi tỉ mỉ sắp xếp từng sợi lông một. Phần mũ cần ít nhất 200 chiếc lông vũ, phần váy còn nhiều hơn nữa. Cho dù là lông vũ hay vàng ngọc lấp lánh, thì với tần suất 2 buổi biểu diễn một ngày, 7 ngày trong tuần, xưởng phải hoạt động hết công suất. Những người thợ dẫu không xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, nhưng họ chắc chắn là một phần của buổi biểu diễn. Được thổi hồn nhờ đôi tay lành nghề của những người thợ, các tác phẩm này biểu diễn thay cho họ.